Các Phật tử, thế giới ta bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới trấn âm, hoặc tên là dấu lỗi, hoặc tên là thế gian, hoặc tên là sở y, hoặc tên là kiêu mạn, hoặc tên là tín nhiễm trước, hoặc tên là chảy nhanh, hoặc tên là không thể vui, hoặc tên là che giấu, hoặc tên là diệt nhanh, hoặc tên là khó điều phục. Bồ Tát Văn Thù sư lợi lại gọi một tiếng các Phật tử. Ở thế giới Tao bà nói về khổ thanh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới trấn âm cũng có rất nhiều danh từ. Nói tóm lược thì có 10. Một hoặc tên là dấu lỗi, tức là che giấu mau bệnh vi phạm của mình. Tất cả tập khí mau bệnh không tránh đáng của mình đều gọi là lỗi lầm. Hai hoặc tên là lìa